Chào đón quý vị cùng đến với chương trình Tác giả và tác phẩm. Chương trình tuần này, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe lại những tình khúc của tuổi học trò. Theo bài viết của đài RFA, thì có một người nhạc sĩ mà khi nhắc đến ông, người ta nghĩ đến những ca khúc về mùa hè dành cho tuổi học trò với hình ảnh của hoa phượng, của những dòng lưu bút. Không chỉ thế, ông còn là một nhạc sĩ sáng tác rất nhiều những ca khúc về tình yêu quê hương mang đậm chất miền Tây Nam Bộ. Đó là nhạc sĩ Thanh Sơn. Theo lời tâm tình của cố nhạc sĩ Thanh Sơn khi ông còn tại thế, thì bài hát Hoa tím người xưa là một chuyện tình có thật. Một kỷ niệm của nhạc sĩ Thanh Sơn. Lúc đó là vào năm 1965, tình yêu của ông rất tràn trề. Tuổi đời của ông lúc đó ngoài 20. Ông có quen với một người con gái và hai người có hẹn hò lên Đà Lạt, vào một vườn hoa tím rất đẹp. Hai người tâm sự rồi sau đó chia tay. 2 năm sau, nhạc sĩ Thanh Sơn trở lại cũng vườn hoa đó, mà người xưa thì không còn nữa. Ông thẫn thờ buồn và thốt lên một câu: người xưa hỡi, thấu cho nỗi lòng, hoa tím còn người đâu. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn lây gom nhớ Có lẽ do đó mà các sáng tác của ông đơn giản, mộc mạc từ ca từ cho đến giai điệu. Điều này được thể hiện trong suốt cuộc đời sáng tác của ông. Những hình ảnh bình thường giản dị trong cuộc sống xuất hiện trong hầu hết các nhạc phẩm của ông, từ các ca khúc tuổi học trò, những ca khúc nói về tình yêu, tình bạn trong chiến tranh, cho đến những sáng tác về tình yêu quê hương. Trong giai đoạn đầu của cuộc đời sáng tác của mình, ông dành nhiều thời gian viết về tình yêu tuổi học trò. Ca khúc Nỗi buồn hoa phượng được ra đời vào năm 1963 là một ca khúc nổi tiếng nói về thời học sinh vào những năm đầu thập niên 60. Cho đến bây giờ, có thể nói Nỗi buồn hoa phượng là một trong những ca khúc bất hủ theo thời gian mỗi khi nói về mùa hè, về hoa phượng, về tuổi học trò.
được môi vắng xa người của nhạc sĩ Thanh Sơn viết nhiều ca khúc cho tuổi học sinh về mùa hè như Ba tháng tả tư, Hạ buồn, Lưu bút ngày xanh. Và ông cũng là nhạc sĩ có nhiều sáng tác gắn liền với hình ảnh hoa phượng nhất. Hoa phượng được ông dùng cho cả tên gọi của bài hát. Một loạt những ca khúc như Nỗi buồn hoa phượng, Ve sầu mùa phượng, Buồn như phượng v.v. đã trở thành những bài ca sống mãi với thời gian, gắn liền với những kỷ niệm của rất nhiều tuổi học trò qua các thế hệ. Ông viết về tuổi học trò như viết về chính cuộc đời của ông. Mà những ai yêu nhạc của Thanh Sơn hiểu về ông đều biết rằng ông không có được Ba tháng tả tư với những dòng Lưu bút ngày xanh. Nhạc sĩ Thanh Sơn phải dở dang con đường học vấn vì hoàn cảnh gia đình lúc đó. Có thể vì thế mà chúng ta cảm nhận trong ca khúc tuổi học trò của ông có chút gì nuối tiếc. Bài hát nổi tiếng đầu tiên của nhạc sĩ Thanh Sơn có lẽ là Nỗi buồn hoa phượng, viết cho người con gái tên là Nguyễn Thị Hoa Phượng. Có lẽ vì vậy mà loài hoa phượng rất nhiều lần xuất hiện trong âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông đã viết về một khoảng thời gian đẹp nhất của đời người và hoa phượng chính là nhân chứng cho khoảng thời gian ấy. Các sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn thường rất buồn. Nỗi buồn ấy được ông đưa vào dòng nhạc vàng, trở thành những bài thi ca mang đậm phong cách của Thanh Sơn. Và ông cũng chính là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác theo thể điệu bolero nhất. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của bài hát Hợp mặt lần cuối của nhạc sĩ Song Ngọc. Dựa theo bài viết của ký giả Đông Kha từ trang nhạc xưa.vn, thì tuổi học trò ở cái thời cấp 2, cấp 3 là tuổi mà người ta có thể phải nhớ đến suốt cả cuộc đời. Lý do đơn giản vì đó là tuổi mới lớn, khi mà các cô cậu học trò bắt đầu có chút cảm xúc bâng khuâng đầu tiên. Trong nhạc vàng, có khá nhiều bài hát nói về nỗi buồn, bâng khuâng của tuổi học trò khi mùa hè đến, cũng là mùa chia tay nhau. Nếu như các thế hệ học sinh sau này, nỗi bâng khuâng buồn tuổi khi hè đến có phần kém đi, nhường chỗ cho sự vui mừng vì được nghỉ xả hơi 3 tháng không phải học hành. Thì với thế hệ trước năm 1975, mùa hè, mùa chia tay của bất cứ khối lớp nào, không chỉ là cuối cấp, đều là mùa hè của chia ly, tiễn biệt nhau, vì sang năm tới chắc gì đã được gặp chung lớp với nhau. Còn mỗi hôm cuối cùng này thôi. Mai chúng ta xa biệt người mai cánh chim nhỏ dài tìm
Thời cuộc, chiến tranh, gia đình ly tán đã bắt họ phải sớm xa nhau, xa trường lớp và thầy bạn. Những cuốn lưu bút cuối năm vì vậy càng bệnh rịnh hơn. Hoàn cảnh đất nước đã trui rèn những học trò ngay từ những lớp đệ nhất. Họ thường già dặn và trưởng thành hơn hẳn những học sinh thế hệ sau này. Nỗi buồn thời đại đã đè nặng lên vai của tuổi học trò như vậy, nên các buổi chia tay cuối năm của thế hệ học sinh thời chinh chiến càng thêm buồn da diết. Một trong những bài hát hay nhất nói về buổi chia tay cuối năm học đó là bài hát Hợp Mặt Lần Cuối của nhạc sĩ Song Ngọc, được ông ký với bút hiệu là Hàng Sinh. Hoàn cảnh của bài hát này, theo lời ông kể, là lúc ông mới 12 tuổi, trong buổi chia tay lớp đệ lục cùng người bạn gái xinh xắn mà ông thầm thương trộm nhớ. Chúng ta hãy nghe đích thân ông kể lại hoàn cảnh ra đời ca khúc này trong chương trình Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam, trích từ Paris by Night 103. Lúc ấy, tôi mới học lớp đệ lục, tức khoảng lớp 7 ngày nay, lúc đó khoảng 12 tuổi. Trong số bạn bè cùng lớp, tôi đặc biệt chú ý một cô bạn xinh đẹp như thiên thần. Thời gian êm đềm trôi, thấm thoát tới ngày tạm biệt để nghỉ hè. Tôi ôm đàn mandolin hát tặng bạn hữu một bài tình ca, nhưng thực sự là cố ý tặng cho cô bạn đó. Mùa hè năm ấy, tôi theo gia đình về miền Tây, vài năm sau mới trở lại Sài Gòn. Việc đầu tiên là tôi đi tìm nàng. Lúc đó cô đã là một ca sĩ nổi tiếng trong ban nhạc thiếu nhi. Theo lời kể của bạn bè, tôi đến trường nàng học và gặp lại, nhưng cũng chỉ đưa mắt nhìn chào nhau, chứ nàng không biết trong lòng tôi bao nhiêu rộn ràng, bao nhiêu điều tôi muốn nói. Có lần tôi đến nhà nàng, định vào thăm thì được biết nàng đang bận rộn tập dượt để trình diễn, nên tôi lại ra về. Và lòng tôi luôn mơ ước sẽ trở thành một nhạc sĩ để đệm đàn cho nàng hát. Nhiều năm sau, tôi đã đạt được một chút thành công, trở thành nhạc sĩ, nhưng giấc mơ đệm đàn cho nàng thì chưa bao giờ thực hiện được. Tôi vẫn nhớ buổi họp mặt cuối cùng thời niên thiếu, nên sáng tác bài Họp Mặt Lần Cuối để ghi lại chút kỷ niệm thời tuổi trẻ. Về kêu gọi hè xuân, phượng về khơi niềm nhớ. Bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị của thi sĩ Phạm Thiên Thư được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành bài hát cùng nhan đề vào năm 1971, được nhiều ca sĩ lần lượt thể hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cũng từ đó,
đề cập đến nữ nhân vật trong tác phẩm Ngày Xưa Hoàng Thị vì lắm lý do, có những ngộ nhận đã xảy ra khá nực cười. Nhà thơ Phạm Thiên Thư có họ tên là Phạm Kim Long, chào đời năm Canh Thìn 1940 tại Hải Phòng trong một gia đình Đông Y mà cha gốc Thái Bình, mẹ gốc Bắc Ninh. Giai đoạn từ năm 1943 đến năm 1951, Phạm Thiên Thư sống ở Hải Dương rồi theo gia đình vào Nam cư ngụ tại Sài Gòn từ năm 1954. Lớp đệ tam tương đương với lớp 10 hiện thời. Nhà thơ Phạm Thiên Thư học trường Trung học Tư thục Văn Lang ở khu Tân Định, quận Nhất, chung lớp với một nữ sinh gốc Hải Dương là Hoàng Thị Ngọ, tuổi Nhâm Ngọ 1942. Nhà thơ Phạm Thiên Thư kể, Hoàng Thị Ngọ có dáng người thanh mảnh, tóc thả ngang vai. Xếp hàng vào lớp, nàng đứng đầu hàng nữ, tôi đứng cuối hàng nam. Vào lớp, nàng ngồi bàn đầu, tôi ngồi bàn cuối. Ngọ học giỏi, còn tôi thì giỏi đánh lộn. Thế mà tôi yêu nàng, yêu đơn phương. Nhà tôi ở đường Trần Khắc Chân, nhà Ngọ ở đường Trần Quang Khải. Mỗi lần tan trường, nàng ôm cặp đi bộ về nhà, tôi cứ lẻo đẻo theo sau. Phạm Thiên Thư thi đỗ tú tài bán phần rồi trở thành sinh viên phân khoa Phật học thuộc Viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1964, Phạm Thiên Thư đã trở thành tu sĩ Phật giáo với pháp hiệu là Thích Tuệ Không, trải qua các chùa Kỳ Quang, Từ Vân, Vạn Thọ. Mặc dầu ăn chay và khoác áo nâu sòng, những mỗi lần đi về khu Tân Định, Phạm Thiên Thư lại bâng khuâng luyến nhớ mối tình đơn phương thuở học trò. Xúc cảm, Phạm Thiên Thư sáng tác bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị, âu yếm gọi rõ tên nàng trong khung cảnh mây đỏ, cây đỏ, hoa đỏ, bụi đỏ. Em tan trường về, cuối đường mây đỏ, anh tìm theo Ngọ, chán lau lất buồn. Em tan trường về, đường mưa nhỏ nhỏ. Em tan trường về, đường mưa nhỏ nhỏ. Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vẫn bay. Em đi im dấu mỏ, anh theo Ngọ về gọt giày lặng lẽ đường quê. Em tan trước về, anh theo Ngọ về, chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mai vào lớp học anh còn ngần ngơ. Còn thương, còn thương. Em tan trường về, anh theo Ngọ về. Em tan trường về, anh theo Ngọ về. Môi em mỉm cười, mang mang sầu đời tình ơi. Chia tay phượng nở sang hè. Tình cờ đi lại.
âm vang thuở nào, bước nhỏ tìm nhau. Nhà thơ Phạm Thiên Thư cho biết, năm 1968, khi ông ấn hành cuốn sách đầu tay thơ Phạm Thiên Thư với số lượng ít ỏi chỉ 500 bản. Lúc đó ông là tu sĩ, ngại bất tiện nên chỉ in bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị theo dạng trích. Đến năm 1971, gặp nhạc sĩ Phạm Duy, ông trao trọn vẹn bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị. Ít lâu sau, nhạc sĩ Phạm Duy phổ bài thơ này thành bài hát. Năm 1974, ông in đầy đủ bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị trong thi tập Ngày Xưa Người Tình. Ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị được nhạc sĩ Phạm Duy soạn nhịp 3-4, tiết tấu vals, âm giai chuyển từ si thứ trưởng sang đô trưởng, tôn vinh kỷ niệm tình yêu tuổi học trò, tương ứng với mạch thơ của Phạm Thiên Thư. Thế nhưng, khi trở thành ca từ trong bài hát cùng nhan đề, lời thơ Ngày Xưa Hoàng Thị của Phạm Thiên Thư đã được nhạc sĩ Phạm Duy linh hoạt chuyển biến khá nhiều về từ ngữ và bố cục. Với ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị, thoạt tiên, nhạc sĩ Phạm Duy ghi allegro, tiếng Ý là nhanh, vui, sôi nổi. E rằng thuật ngữ tiếng Ý kia chưa diễn tả đủ sắc thái cần thiết nên nhạc sĩ chia nghĩa, nhanh mà buồn. Sau này, nhạc sĩ chỉnh lý, kể chuyện. Giữa năm 1971, nhạc phẩm Ngày Xưa Hoàng Thị liền được in rời tờ nhạc với bức ảnh rừng thu của nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Tính, rồi tái bản ngay với tranh màu nước tươi, trẻ, sinh động của họa sĩ Vivi. Năm 1974, nhạc sĩ Phạm Duy ấn hành tập nhạc Con Đường Tình Chúng Ta Đi cho nhà xuất bản Dìn Vàng Chữ Ngọc phát hành, gồm 16 ca khúc, trong đó có Ngày Xưa Hoàng Thị. Cũng từ năm 1971, qua làn sóng phát thanh và truyền hình, đồng thời qua băng từ, ca sĩ Thái Thanh đã ngân vang Ngày Xưa Hoàng Thị. Sau đó, trên các nền hòa âm phối khí khác nhau, Ngày Xưa Hoàng Thị được lần lượt thể hiện bởi bao chất giọng như Mai Hương, Thái Hiền, Julie Quang, Thanh Lan, vân vân. Xưa tan trường về, anh theo ngõ về, nay trên đường này đời như sóng nổi, xóa bỏ vết người, chân người tìm nhau. Ooh.